Cậu trai này yêu đơn phương người bạn thân mình 15 năm, đến khi thổ lộ tình cảm thì đối phương cho biết chỉ muốn giữ tình bạn. Cậu quyết định yêu một người mới nhưng bị mắc kẹt cảm xúc khi biết người bạn thân đó thực sự có yêu mình. Sackley, một sinh viên nghệ thuật với niềm đam mê hội họa sống tại New York. Sebastian, một thiếu gia của công ty Blackwood và là người bạn thân nhất của Sackley. Sebastian mắc chứng trầm cảm và sự khinh miệt công khai của xã hội sau khi người cha tài chính giàu có của Sebastian là ông Dick bị bắt giữ với cáo buộc hình sự về lừa đảo tài chính. Cả hai thường cùng nhau hát bài Tôi Chính Là Mẫu Mực của một thiếu tướng hiện đại để giải stress. Sebastian là người mà Sackley yêu nhất. Dù mọi người có thành kiến với Sebastian nhưng Sackley vẫn luôn là lựa chọn hàng đầu, chẳng hạn như bức tranh này. Hội bạn thân của Sackley và Sebastian đến nhà chơi đùa và diễn kịch cùng nhau. Điều này giúp giảm bớt sự căng thẳng và trầm cảm cho Sebastian. Sebastian lúc này bày tỏ muốn Sackley đến ở cùng mình để bớt cô đơn. Cả nhóm đến một quán bar. Sackley bị thu hút bởi màn biểu diễn Pinando của một người nghệ sĩ Lebanon tên Tim. Cả hai dò được tần số nên họ tán tỉnh nhau. Sebastian gọi chai rượu ở quầy bar thì bị phục vụ nhận ra anh là con nhà Blackwood và từ chối phục vụ vì những tội lỗi lừa đảo tài chính của cha mình. Sebastian thấy Sackley và Tim đang say sưa tán tỉnh nhau, anh bước đến buộc Sackley rời đi. Cả nhóm vội vã ra ngoài thì không may bị các tay săn ảnh bắt gặp, họ chụp hình Sebastian và cả nhóm. Sau đó đám săn ảnh này còn bám theo đến nhà để hỏi Sebastian về các thông tin lừa đảo của Blackwood. Trong một buổi lễ cầu nguyện ở nhà thờ, Sackley đã nói với mẹ về việc sẽ chuyển đến ở cùng Sebastian. Mẹ của Sackley cho rằng đây là một ý tưởng tồi tệ vì bà biết rằng Sackley yêu đơn phương Sebastian. Dù không được mẹ ủng hộ, nhưng Sackley vẫn rời buổi lễ chạy đến căn hộ của Sebastian. Ursula và Wyatt ở cùng Sebastian, nhưng cậu ta tự nhốt mình ở trong phòng tắm và không muốn gặp ai, cho đến khi Sackley gõ cửa thì cậu ta mới mở cửa ra. Sackley thấy đôi mắt sưng húp của Sebastian, thì hiểu được lý do tại sao cậu ta tự nhốt mình trong phòng tắm. Sackley tâm sự với Sebastian và biết được mẹ của Sebastian đã bỏ đi, các tài sản của gia đình anh đang bị tịch thu để điều tra. Sackley đề nghị sẽ đưa Sebastian rời căn hộ có nhiều ký ức buồn này, nhưng Silverstein từ chối và muốn Sackley đến ở cùng mình. Sackley quyết định đến sống cùng Sebastian, vì lo lắng nếu anh ở một mình thì bệnh trầm cảm của Sebastian bị nặng hơn. Trong lúc dọn dẹp đồ mới chuyển đến, Sebastian thấy bức tranh Sackley vẽ mình. Vì ngại ngùng nên Sackley giải thích loạn xạ cho Sebastian. Sebastian khoát tay tình tứ lên cổ Sackley để thầm bày tỏ tình cảm anh dành cho Sackley. Hình ảnh của Sebastian và cả nhóm bị chụp lần trước đã được đăng lên báo. Trong nhóm London, cô đang bị ảnh hưởng bởi hình ảnh trên báo này. Cô đã bị từ chối nhận việc nên rất tức giận. Ursula và Sackley chạy theo khuyên nhủ London, nhưng cô quyết định từ bỏ mối quan hệ bạn bè với mọi người rồi bỏ đi. Sebastian cùng nhóm bạn đến trại giam của cha mình. Anh đảo mắt nhìn sự bảo vệ nghiêm ngặt của trại rồi rời đi. Cô bạn Ursula đưa Sackley đến buổi hòa nhạc cổ điển. Sackley nhận ra người chơi piano chính là Tim, người đã gặp ở quán ba lần trước. Kết thúc buổi hòa nhạc, cô bạn Ursula đẩy thuyền cho Sackley ra gặp Tim. Hai người nhận ra nhau, sau đó cả hai cùng nhau đi dạo phố. Sackley và Tim trốn lên ban công của một tòa nhà, cả hai cùng nhau tâm sự. Khi họ chuẩn bị trao cho nhau nụ hôn thì bảo vệ phát hiện, cả hai vội chạy xuống và trao cho nhau nụ hôn nồng nhiệt. Sackley trở về và cùng Sebastian chơi trò hát kịch. Nhờ có Sackley đến ở cùng nên Sebastian thấy đỡ cô đơn hơn. Mối tình của Sackley và Tim phát triển nhanh chóng, họ quấn lấy nhau cả ngày lẫn đêm. Sebastian biết chuyện hẹn hò của Sackley, anh ngắm nhìn bức chân dung Sackley vẽ mình mà lòng buồn man mác. Một buổi sáng sau khi Sackley qua đêm cùng Tim trở về, Sackley thấy nhóm bạn cùng Sebastian nhảy nhót bừa bộn khắp nhà. Sackley rất không thoải mái, nhưng sau khi bực tức với mọi người, anh mới nhận ra Sebastian đùa giỡn với nhóm bạn để giảm bớt căng thẳng, vì thời gian gần đây trên live vật yêu nên bỏ bê cậu ta. Tối đó, Sackley qua chào buổi tối Sebastian trước khi đi ngủ. Sebastian có một chút ghen tương rồi giọng điệu trách móc Sackley ở cùng với Tim. Sackley thấy Sebastian rất buồn nên ở lại an ủi và tâm sự với Sebastian. Sackley gặp lại London, cô khuyên anh nên rời bỏ Sebastian để tránh bị ảnh hưởng, nhưng Sackley vẫn khẳng định sẽ không từ bỏ Sebastian. Trên xe đến gặp Tim, Sackley không thể ngừng nghĩ về Sebastian. Tim tạo bất ngờ cho Sackley bằng cách đưa anh lẻn vào nhà hát. Ở đây cả hai cùng nhau chơi piano. Tuy nhiên, khi Tim hôn Sackley, Tim nhận thấy sự kìm nén cảm xúc trong nụ hôn. Tim biết rằng Sackley đang lưỡng lự giữa tình yêu dành cho anh và Sebastian. Tim tạm thời chia tay với Sackley để Sackley có thời gian suy nghĩ về tình cảm của bản thân. Khi nào sẵn sàng thì Sackley hãy quay trở lại với Tim. Một đêm Halloween, Sackley chán nản ngồi tâm sự cùng Ursula sau khi chia tay với Tim. Sackley nhìn thấy Sebastian đang ôm ấp một chàng trai khác. Một vài ly rượu đã giúp Sackley mạnh dạn tiến đến Sebastian.
Anh cố gắng bày tỏ tình cảm dành cho Sebastian bằng nụ hôn, nhưng Sebastian cố gắng cười, rồi làm lơ tình cảm của Sally. Tối đó, Sebastian đã mang chàng người tình về phòng thân mật. Sally rất buồn và không ngủ được. Sally vào phòng của Sebastian và cố gắng bày tỏ tình cảm của mình dành cho Sebastian. Chàng trai người tình đã vậy còn rủ ghê cả ba cùng vui vẻ, nhưng Sebastian khó chịu rồi bỏ đi. Sally cũng đuổi luôn chàng trai kia. Sally và Sebastian ngồi lại nói chuyện. Sebastian vì không muốn phá vỡ tình cảm bạn thân 15 năm qua nên không sẵn sàng yêu đương với Sally. Điều này làm Sally tổn thương nặng nề. Sally quyết định rời khỏi nhà của Sebastian. Sally trở về bên Tim. Họ thực sự trao cho nhau yêu thương. Vài ngày sau đó, Tim được lời mời làm một công việc mơ ước với tư cách là nghệ sĩ piano cho nhà hát ở San Francisco. Tim muốn Sally chuyển đến đó cùng mình. Sally do dự một hồi rồi cũng đồng ý đi cùng anh. Sau khi Sally dọn đi, Sebastian ở lại một mình. Anh đến trại giam để thăm cha anh. Tại đây cha của anh lại muốn anh phát hành thêm cổ phiếu tiếp tục chiếm đoạt tiền của nhà đầu tư. Sebastian từ chối. Sau khi căng thẳng quan điểm với cha mình rồi anh bỏ về. Sebastian khép mình ở một góc nhà thì có cuộc gọi đến. Sebastian mong rằng Sally gọi cho mình, nhưng cuộc gọi đó báo cha anh đã tự treo cổ trong trại giam. Tang lễ đơn sơ với một số người bạn của Sebastian. Mẹ của Sebastian không đến. Sally đến trao cho Sebastian một cái ôm cổ vũ tinh thần. Tối đó, cả nhóm cùng nhau ăn tối. Sally và Tim cũng đến dự. Bữa tối khá căng thẳng vì Sebastian không thích Tim và không thích Tim chỉ là nghệ sĩ quán bar. Tim cho biết anh đã là nghệ sĩ chính thức cho một nhà hát và sắp chuyển đến San Francisco cùng Sally. Sebastian sốc vì biết Sally sẽ rời khỏi New York. Sebastian lặng đi, anh buồn bã trèo lên ban công căn hộ và muốn nhảy xuống. Sally bảo mọi người hãy ở yên để anh ra thuyết phục. Một vài lời động viên của Sally đã khiến Sebastian suy nghĩ lại và bước xuống. Sebastian hôn Sally như người yêu thương anh nợ Sally bao lâu nay. Nụ hôn chưa dứt thì Tim ở trong lao ra tác động vật lý vào Sebastian. Tim tức tối chỉ trích Sebastian đã cướp tiền của mọi người, giờ lại cướp bạn trai của anh. Sally thấy Tim có hành động thô lỗ với Sebastian, nên cậu ta bảo với Tim cậu ta không muốn ở bên ai. Điều này làm Tim bị tổn thương và cho rằng Sally vẫn còn nặng tình với Sebastian nên anh ta rời đi. Sally ôm lấy Sebastian để làm dịu sự căng thẳng của Sebastian. Sally đưa Sebastian về nhà mình ở cùng. Sáng hôm cách ngày Tim rời khỏi New York, mẹ Sally vào tâm sự cùng anh. Bà động viên Sally hãy đến gặp Tim và tiễn anh ta. Khi Sally đến nơi ở của Tim thì không thấy Tim nữa. Sally buồn bã trở về nhà và tâm sự cùng Sebastian. Sebastian dành cho Sally một món quà bất ngờ là Tim. Sebastian đã gọi cho Tim. Sally và Tim có thêm một đêm cùng nhau tâm sự. Sally mong Tim đừng đi nhưng tình yêu của họ chưa thích hợp ở thời điểm này. Nguồn cảm hứng về những người xung quanh Sally đã giúp anh vẽ nhiều tác phẩm và được trưng bày ở triển lãm. Một thời gian sau, Sebastian chuẩn bị rời New York để có một khởi đầu mới và bộ phim kết thúc khi Sebastian và Sally nâng cốc tình bạn của họ với phần còn lại thành viên của nhóm. Cảm ơn các bạn đã xem review phim của kênh. Hãy đăng ký kênh để nhận những video review mới nhất và đừng quên để lại một like ủng hộ tinh thần mình làm thêm các video tiếp theo nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.